đối với cái sản phẩm Snell Lit 120B này thì mình có khả năng mình sử dụng trước khi xạ vẫn được. Cái thứ hai nữa là trộn với giống xạ vẫn được. Cái thứ ba là sau khi mà đưa nước vô để tiến hành mà bón phân thì mình trộn với phân mình tiếp tục mình sử dụng nữa thì cái chuyện đó là vẫn bình thường. Đối với cái sản phẩm Snell Lit thì mình có khả năng mình sử dụng để trộn giống, để rải, xạ, mình trộn cái giống hoặc là mình đưa ở giai đoạn đầu là trước khi xạ mình xử lý thì nó vẫn tốt bình thường.